Thưa quý vị, sáng nay Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 33 người bị truy tố về các tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, phó chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa. Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương phát hành mã trái phiếu khống thông qua 4 công ty để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng. Số tiền này không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời, đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi cho trái chủ mà bị bà Lan và các đồng phạm đã sử dụng vào mục đích khác nhau, dẫn đến mất khả năng chi trả cho người mua trái phiếu. Ở tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, từ năm 2012 đến năm 2020, 23 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam trái quy định với tổng cộng số tiền là 4,5 tỷ đô la, tương đương là 106.000 tỷ đồng. Đối với tội rửa tiền, cáo buộc xác định 445 triệu tỷ đồng là số tiền được Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm dùng nhiều phương thức để cắt đứt dòng tiền do phạm tội mà có. Trong đó hơn 415.000 tỷ đồng là rút ruột từ SCB và 30.000 tỷ đồng là lừa đảo chiếm đoạt của nhà đầu tư thông qua phát hành trái phiếu. Ở giai đoạn 1, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tử hình về tội tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Phiên tòa dự kiến sẽ xét xử trong vòng 1 tháng.